Xin chào quý khán giả, cô bác, anh chị và các bạn. Mình là Phạm Văn Nội, chủ kênh YouTube Bản Mông Hà Giang. Này vào bản này thấy người Mông có phơi một cái loại cây. Phơi để làm gì? Và nó là cái cây gì? Thì quý khán giả hãy theo dõi video để biết được là cái nội dung của mình sẽ chia sẻ tới các quý khán giả ngày hôm nay. Đây là một loại cây thì là đồng bào dân tộc Mông hay trồng trên cao nguyên đá. Và nó có một mục đích sử dụng rất lớn, đó là để dệt vải. Và mình quay những thước phim này, nếu mà những khán giả nào mà trên vùng cao hoặc là lên đây nhiều thì sẽ đoán ngay được đây là cây gì. Cũng không phải trình bày nhiều. Đó chính là cây lanh. Người Mông thì là hay trồng cây lanh này từ vào mùa xuân. Đến bây giờ nó khoảng là tháng 6 thì họ sẽ thu hoạch về phơi. Quý khán giả thì nhìn thấy cái cây lanh này. Nó họ là cây thuốc phiện các bạn ạ. Cái lá nó rất giống cây thuốc phiện. Và nhiều người ở dưới xuôi lên đây cứ tưởng là ở trên này sao trồng nhiều thế. Nó là họ là cây thuốc phiện thôi. Nhưng cái lá của nó cũng có chất kích thích. Nếu mà mình hút vào thì nó cũng có chất gây nghiện. Sau khi trồng cây lanh nó lớn cao khoảng bằng đầu người thì người dân chặt thu hoạch về. Cây thì nó cũng rất bé thôi, nhưng nó không to được như là cây đay ở dưới nhà. Về phơi khô, sau khi phơi khô xong thì họ sẽ tước lấy cái vỏ của cây lanh này, tước lấy vỏ họ và nối nó lại với nhau, toắn nó lại với nhau thành các sợi. Và khi toắn nó lại với nhau thành các sợi thì họ sẽ dùng một cái loại cho và cho bếp củi để tẩy trắng cái sợi lanh màu hơi xanh xanh này đi thành một sợi màu trắng. Và họ dệt thành các cái tấm vải lanh. Vải lanh này có giá trị kinh tế rất cao. Quần áo vải lanh hoặc cái váy của đồng bào dân tộc Mông ấy, làm từ vải lanh có giá rất đắt. Khoảng 5 đến 7 triệu một bộ váy hoặc bộ quần áo của người dân tộc Mông. Mặc cái vải lanh này thì nó rất mát và nó bền các bạn. Quý khán giả có thể mua áo hoặc là vải lanh thì có thể lên cao nguyên đá Hà Giang, đặc biệt là Mèo Vạc, đi chợ phiên vào các cái ngày chủ nhật thì sẽ bán rất nhiều quần áo dân tộc dệt từ vải lanh, loại vải giá trị nhất của người Mông trên cao nguyên đá Hà Giang. Nhà nào cũng sẽ trồng cái cây lanh này, và người phụ nữ Mông người nào cũng biết dệt vải lanh này. Và cách cái dệt vải lanh thì quy trình nó rất dài và rất kỳ công. Hôm nào mình sẽ quay video để truyền tải cái nội dung dệt vải lanh này tới quý khán giả biết được là người phụ nữ Mông dệt vải như thế nào. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video. Các bạn quý khán giả, có ba anh chị hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực để đi quay tiếp các cái video về cái nét đẹp, về cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông trên cao nguyên đá Hà Giang.
chia sẻ tới quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả, các bạn đã theo dõi video. Xin chào, tạm biệt.